Chúng ta sẽ làm bài 85 hình tam giác trang 104. Bài 1 viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp theo mẫu. Hình tam giác có 3 góc nhọn. Ở đây có mẫu là cái hình này. Ta thấy là hình tam giác này có 3 góc nhọn. Vậy đây, ta cũng trả lời hình tam giác này có các góc nào? Hình tam giác này có 2 góc nhọn. Và 1 góc tù. Góc tù chính là góc đỉnh B cạnh BA, BC. Hình tam giác này có 2 góc này là góc nhọn, 1 góc này là góc vuông. Vậy ta trả lời hình tam giác có 2 góc nhọn và 1 góc vuông. Bài số 2. Vẽ đường cao của mỗi hình tam giác ứng với đáy MN. Đây nếu mà vẽ đường cao chúng ta phải sử dụng cái e kia. Ở đây không quên thức kẻ rồi. Chúng ta vẽ đường cao ứng với đáy MN thì đây là đáy MN. Vậy thì đường cao nó sẽ nối từ K xuống MN. Vậy ta sẽ vẽ một đường từ K xuống MN và cái đường này vuông góc với MN. Vậy để cái đường này vuông góc với MN ta phải đặt một cạnh góc vuông của e kia trùng với cạnh MN. Và cạnh góc vuông còn lại ta sẽ nối từ K đến đây, đúng không? Nối vào. Ở đây không có thước, chúng ta sẽ vẽ này. Cái thước chúng ta sẽ đặt cái góc vuông của Ikea từ đây. Một cạnh góc vuông nữa chúng ta vẽ từ K xuống đây. Và đây là chính là góc vuông. Và nó chính là đường cao. Đây là MN. Vậy thì đường cao nó sẽ nối từ K xuống, đúng không? Và đến đây chúng ta cũng sử dụng cái Ikea để vẽ. Chúng ta đặt cái cạnh góc vuông của Ikea trùng với cạnh MN này. Cạnh góc vuông còn lại chúng ta chỉnh sao cho nó đi qua điểm K này và ta nối từ đây đến K. Và đây chính là góc vuông này. Vậy chính là đường cao. Đấy. Và vẽ đường cao của hình tam giác ứng với cạnh với đáy MN thì cho thấy là cái hình này thì góc K này, góc vuông này nó sẽ ở ngoài cái hình tam giác này. Hai góc vuông, hai cái đường cao này nó sẽ nằm trong tam giác, còn hai cái đường cao của hình này nó sẽ nằm ngoài tam giác này. Để ứng với cạnh MN thì ta sẽ phải nối cạnh MN ra. Đấy. Nối cái cạnh MN này ra, kéo dài ra. Nhá. Và cái cạnh, cái chiều cao của nó sẽ là cái đường mà vuông góc với cạnh MN kéo dài ra. Còn cạnh cái vuông còn lại ta nối từ K xuống thì nó sẽ là được cái đường như thế này. Đó. Đây chính là đấy, đường cao của nó. Bài số 3. Trong mỗi hình hãy vẽ một đoạn thẳng để tạo thành hai hình tam giác. Vẽ một đoạn thẳng để tạo thành hai hình tam giác. Vậy đây để được hai hình tam giác ta sẽ nối hai cái góc này với nhau thì nó sẽ ra hai hình tam giác. Hoặc là nối góc này với góc này, hoặc là nối góc này với góc này, tùy chúng ta thích nối với nào cũng được. Có thể chúng ta nối góc này với góc này. Được hai hình tam giác. Đấy. Đây như thế, nối góc này với góc này hoặc là nối góc này với góc này, đúng không? Thì sẽ được hai hình tam giác. Ở đây, để nối được hai hình tam giác thì ta cũng nối hai góc với nhau. Có thể là nối góc này với góc này hoặc góc này với góc này, tùy chúng ta.
Ở đây tôi sẽ nối góc này với góc này. Đấy, vậy được hai hình tam giác, một hình, hai hình, đúng chưa? Nối chỗ này vào đây, này là cái thước này nó không, cái này nó không thẳng. Vẽ nó khó, vào đúng cái góc này nhá, đúng cái góc này. Ở đây chúng ta cũng làm như vậy, cũng nối hai cái góc đối diện với nhau, hai góc đối diện với nhau. Có thể nối góc này với góc này, có thể góc này với góc này đều được. Ví dụ hình này chúng ta nối như này rồi thì hình này chúng ta sẽ nối từ góc này sang góc này đi, đúng không? Bài số 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Hình chữ nhật ABCD có bao nhiêu hình vuông? A, B, C, D. Ta đếm hình chữ nhật ABCD đây chính là hình chữ nhật ABCD. Ta thấy chiều dài của nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ô. Chiều rộng là 1, 2, 3, 4. Ta lấy 8 x 4 bằng 32 ô vuông. Vậy có 32 ô vuông. Không cần đếm, đúng không? Ta nhân chiều dài, chiều rộng với nhau thì nó sẽ ra số ô vuông. Hình tam giác D, EADC có bao nhiêu ô vuông? Cứ hai nửa ô vuông gộp lại thành một ô vuông. Ta gọi EADC đây, đúng không? EADC có bao nhiêu ô vuông? Và ta đếm xem có mấy nửa ô vuông đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi cạnh này, cạnh DE có 4 nửa ô vuông, cạnh EC có 4 nửa ô vuông, vậy ghép lại là 8 nửa ô vuông. 8 nửa ô vuông thì sẽ là 4 ô vuông, đúng không? Ta đếm tiếp xem có những ô vuông nào nữa. 8 rồi, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ô vuông. Hình chữ nhật ABCD có số ô vuông gấp bao nhiêu lần số ô vuông của hình tam giác EADC? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lại, 14 nữa là 16. Chỗ này không phải 20, 16 ô vuông nhé. Có 12 ô vuông nguyên và 8 ô vuông, 8 ô vuông nửa ô vuông nữa, 8 nửa ô vuông chính là 4 ô vuông nữa. Vậy 12 cộng 4 là 6 ô vuông. Vậy là 16 ô vuông. Vậy ta có hình chữ nhật ABCD có số ô vuông gấp mấy lần số ô vuông của hình tam giác EADC. Muốn biết là hình chữ nhật ABCD có bao số ô vuông gấp bao nhiêu lần số ô vuông của hình tam giác EADC thì ta sẽ lấy số ô vuông của hình chữ nhật này chia cho số ô vuông của hình tam giác. Ta lấy 32 chia cho 6, 16 được 2 lần. Vậy thì nó sẽ là gấp 2 lần. Hình tam giác EADC có số ô vuông bằng bao nhiêu lần số ô vuông của chữ nhật? Ngược lại thì hình chữ nhật gấp 2 lần số ô vuông của hình chữ nhật gấp 2 lần số ô vuông của hình tam giác thì ngược lại số ô vuông của hình tam giác sẽ bằng 1/2 số ô vuông của hình chữ nhật. Đấy. Chính là tìm một phần mấy của một số đấy. Tính là số bé gấp số lớn, số bé bằng 1 phần mấy số lớn. Muốn biết số bé bằng 1 phần mấy số lớn thì ta sẽ lấy số lớn chia số bé, đúng không? Thì bằng 2 lần, đúng không? Vậy thì ngược lại trả lời là số bé sẽ bằng 1/2 số lớn. Đấy là bài toán từ lớp 3 rồi. Kiến thức lớp 3 rồi đấy.